chứng duyên trùng trùng là để ép ta ra khỏi sự trì hoãn. Radio Chuyện của Quỳnh số 14. Mấy hôm nay, lớp quản trị cuộc sống của nhà Mê Quy mở ra thường xuyên, cũng là lúc mình thường xuyên được ngẫm tới ngẫm lui về nghiệp. Nói gì thì nói, những ai tìm đến hoặc quan tâm đến các lớp học này đều là những người tối thiểu đã trải qua một lần đau khổ, hoặc giả đang trầy trật trong đau khổ. Vì vậy, dù trong tờ điền thông tin đầu vào, các bạn có ghi cuộc sống của các bạn hiện giờ bình thường, mình vẫn tin rằng khi mình chia sẻ sâu về những nỗi đau khổ và những nguyên nhân gây ra đau khổ, các bạn hiểu và cảm thụ được, thậm chí cảm thụ được sâu sắc. Hồi sáng tới giờ dành thời gian ngồi sắp xếp lại mấy trăm bài nốt cũ lưu lại trong điện thoại, mới thấy cái đề tài này nó đã đeo theo mình dai dẳng trong suốt nhiều năm qua rồi. Ừ, cũng có nhìn ra đó, cũng có cố gắng khuyên nhủ bằng nhiều bài viết, nhiều chuyến đi hay chương trình, nhưng có lẽ duyên chỉ đủ thấm sâu và lý lẽ chỉ đủ mạnh để thuyết phục các bạn hữu duyên là khi tụi mình tìm được những nền tảng lý giải dựa trên nhân số học kết hợp với các triết lý Phật Pháp. Phải, bạn thật ngạc nhiên vì sao nhân số học lại có liên quan đến việc dùng triết lý sống Phật Pháp để giải quyết, phải không? Bạn biết không, càng nghiên cứu nghiền ngẫm, tụi mình lại càng biết ơn rằng nhân số học hệt như một phương tiện thiện xảo để chúng ta định ra được các loại bệnh khổ rất rõ ràng chi tiết, để dựa trên đó sẽ dùng Phật Pháp như một phương tiện thiện xảo khác để làm thuốc chữa lành. Những triết lý sống Phật Pháp này vượt qua khỏi ranh giới hữu hạn của một tôn giáo hay tín ngưỡng. Chúng đã trở thành những nguyên lý sống để qua đó con người ta suy ngẫm lại mình mà sống thiện lành, biết hối cải cho quá khứ và tạo mầm lành cho tương lai tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn. Hôm vừa rồi, trong nhóm nội bộ các học viên của một lớp cấp độ 2 đã hoàn tất cách đây mấy tháng, có một bạn học viên báo cáo, em và hai con nhỏ đang phải trải qua một chuyến duyên khá nặng nề, khiến mẹ con em phải rời nhà ra sống tạm tại một vùng xa. Những ngày này, em, một cô gái tự nhận là có niềm tin tâm linh, nhưng còn trẻ nên còn lì lợm, ít chịu tập trung hay kiên trì chú nguyện cho thân tâm an lạc, đã chịu ngồi lại, miên mật thực hành những lời sám hối, những lời cầu nguyện, và cảm nhận được những niệm lành mà cả lớp đã gửi đến cho em qua những thời đại cộng hưởng, cho dù em chưa thực sự tham gia một chuyến đại cộng hưởng nào. Mình nhắn lại vào nhóm, gửi em, mình thực sự không tường tận cái chứng duyên của em đang gặp là gì. Thế nhưng mà sau lớp quản trị cuộc sống với nhân số học khóa căn bản, cái phiên bản online weekend ngày hôm qua mới vừa khép lại, mình lại có thêm một lần nữa khẳng định với em rằng điều thứ nhất, chứng duyên trùng trùng là để ép ta từng bước phải thoát khỏi cái sự lì lợm hay trì hoãn của bản thân mình, để rốt cục cũng phải tìm về phần kết nối tâm linh của mình mà thôi. Vì đó chính là sứ mệnh lớn nhất của ta khi đến cuộc đời này, đó là học xuyên qua những bài học đau đớn và dần giác ngộ được mà trưởng thành hơn. Điều thứ hai là khi em học đến cấp độ 3, sống an hòa với nhân số học, em sẽ nhìn ra những chứng duyên em đang gặp phải, nếu là với các mối quan hệ, chắc chắn là do em đang phải trả phần nghiệp quả mà chính em đã gây ra nơi đối tượng tạo chứng duyên đó cho mình từ một đời kiếp sống nào trước đó. Và nếu lên tới được cấp độ 4, sẽ tiếp tục nhận ra rằng những ách tắc, suy sụp hay bất cứ vấn đề nào không tốt mà ta đang gặp phải hoàn toàn có thể là một cái nghiệp mà ta đang gánh từ một lỗi lầm nhỏ lớn mà ta có thể gây ra từ một đời kiếp sống nào đó.
Trước khi bỏ ra thời gian chính thức ngấm trong cái ý thức này để tận thấu hiểu và kiên trì tập buông, thì kêu bản thân mình buông bỏ cũng không hề dễ, phải không? Vì vậy, trước khi chính thức đắm mình vào lớp cấp độ 3 online mà em đã đăng ký, thì mình dặn em rằng mỗi ngày trước mắt em cần miên mật sám hối bằng đủ cách nào mà em đã được học và được biết. Mà cái cần nhất chính là lòng kiên trì. Có một số điều không thể chỉ có đọc kinh hay sám hối một vài tháng mà sạch hết được. Vì học Phật mình hiểu rồi, con người ta tuy nhìn bề ngoài như vậy, nhưng bên trong nghiệp và phước nào có ai giống ai đâu. Có những người phước dày nghiệp mỏng, ví như người được mặc chiếc áo sạch tinh tươm, đời sống an lành, chỉ khởi tâm nguyện là đã được an yên. Lại có những người nghiệp không ít nhưng không quá nặng nề, ví như mặc phải chiếc áo đã dơ, chỉ cần có ý thức là phải giặt sạch áo, tức miên mật sám hối thành tâm lành một thời gian, đã thấy quả ngọt dần trổ. Lại cũng có những người phước mỏng, nghiệp lại quá dày, đời sống khổ đau cùng cực, ví như đời này mặc phải chiếc áo đã dơ, lại còn lủng thủng chỗ rách, nhất định phải mất rất nhiều thời gian cùng lòng kiên trì, vừa phải vá lại những chỗ rách cho lành lặn, rồi mới đem giặt áo sạch nữa, thì mới được mặc lại áo lành sạch tinh tươm, mới mong thấy được bình minh hửng nắng. Mà giới hạn trong cái đời này kiếp này, làm sao chúng ta có thể nhìn được, biết được vô số đời sống trước đây, chúng ta nào đã vô tình cố ý tạo ra những cái nhân nào, và trong đó có biết bao nhiêu là nhân ác. Nhìn quả tầm nhân, những năm sau này mình cũng nhìn ra được như vậy. Và vì thế, những bạn nào hữu duyên cùng tự được với chúng mình trong những cấp độ trên cao hơn, đủ duyên để vượt qua cái tự ái và ấm ức là sao mình sống tốt như vậy mà sao luôn chịu khổ, thì tụi mình sẽ chia sẻ với các bạn đậm sâu hơn về nhân và quả. Đêm qua, lớp cấp độ 3 online đầu tiên đã sáng đèn buổi học đầu tiên. Giữa 64 con người đã kiên trì vượt qua hai cấp độ trước để tìm hiểu bản thân và thấu hiểu bản thân qua nhân số học, mình nhìn thấy gương mặt em, cô gái đã từng có lời chia sẻ với tụi mình ấy ở trong nhóm. Gương mặt em vẫn còn đượm buồn, nhưng nét mặt đã sáng trong. Như thế em đã nhìn ra con đường mà em cần đi, những thứ em cần thực hiện bằng tất cả niềm tin và lòng kiên trì. Tin rằng với sự cầu thị này, em sẽ có đủ duyên và đủ sức dần gỡ bỏ các chướng duyên quanh mình với sự kiên trì theo thời gian. Bên cạnh đó, mình cũng nhìn thấy thêm nhiều gương mặt nữa. Những gương mặt đã trải qua hai cấp độ để trở nên thân thuộc. Mà ở cấp độ 3 này, mình quan sát nét sáng trên gương mặt của mỗi người, và qua đó tự nhiên nhận ra được ai đã thực sự có thực hành miên mật những bước thực hành mà chúng mình đề nghị các bạn làm, và những ai chưa làm thường xuyên. Một số gương mặt đã tỏa ra được nét tươi và sự an yên, mặc dù từng đọc từng bài tự phân tích ở các form đầu vào và các cấp độ bên dưới. Tụi mình biết các bạn này đã từng gọi là khổ muốn chết đi được. Một số ít bạn vẫn vương nét mệt mỏi của sự trĩu nặng trong tâm hồn, khó giấu đi đâu được, dù các bạn đã cố gắng mỉm cười mỗi khi có thể. Bạn hỏi mình vì sao mà mình nhìn ra, nhận ra được ư? Cứ chịu khó bỏ thời gian mỗi ngày tĩnh tâm nè, đọc kinh, đọc những lời chú nguyện và thực hành 4 câu Ho'oponopono thường xuyên đi. Rồi bạn cũng sẽ nhảy giống như mình vậy đó, bằng trực cảm, bằng giác mà nhận ra những điều tinh tế đó thôi hà. Và vì thế, thêm một lần nữa mình cảm nhận rất rõ, cùng đặt chân vào lớp cấp độ 3, nhưng rồi ai sẽ có thể xoay chuyển được mình hay không,
buông xuống được những mối đau khổ nặng lòng với các mối quan hệ chướng duyên vẫn đang hành hạ mình bấy lâu hay không, nằm ở sự chủ động tự nhận thức ở mỗi người. Mình hay vẽ một đường tròn với điểm đến là sự bình an và hạnh phúc ở bên đầu bên kia, mà mình đứng ở đầu bên này mãi bị những cái cục nghiệp dày nặng làm cản trở tầm nhìn hay vươn tới hạnh phúc bình thường như những con người khác. Vậy bạn sẽ chọn làm gì? Mãi tiếp tục đứng đó để tiếp tục trĩu lòng oán giận, đổ lỗi mãi miết cho những đối tượng mà mình căm ghét, hay là chịu khó xây dịch tầm nhìn, xây dịch mình từng độ một ra khỏi cái góc nhìn chết đó, để rồi miệt mài cần mẫn và cầu thị theo thời gian, rồi thì bình an và hạnh phúc dần trở nên gần hơn, tỏ rõ trong tầm mắt. Tới lúc ấy thì những thành quả ban đầu ta thu hái được sẽ trở thành nguồn động viên để ta nỗ lực bước tiếp, để tin rằng cái mà ta đang bước, đang tiến về phía bình an và hạnh phúc trong tầm tay ấy, thật ra bản chất nó đã là hạnh phúc và bình an rồi. Thương gửi các bạn đang bước vào những lớp cấp độ 3 sống an hòa với nhân số học. Các bạn học theo phiên bản online của nhà Mê Quy. Các bạn không có được năng lượng sạc cho nhau trực tiếp tại núi rừng Bạc Ngàn và hồ Mênh Mang như các bạn khóa học offline, tức là học trực tiếp. Thế nhưng các bạn có một ưu thế tuyệt vời là có được tới 4 tuần, 28 ngày cùng gắn bó để cùng nhau động viên, khuyến khích, chia sẻ và nâng nhau cùng bước vững chãi đến sự an hòa. Gửi niệm lành cho các bạn. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Quỳnh Hương và Mê Quy Team.